Ok, hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Hàng Nghìn Bán Giá Rẻ. Thì hôm nay em lên một số mã nồi cơm giá rẻ cho các bác nhé, để các bác về săn hàng nồi cơm ấy. Thì hàng nồi cơm đợt này nó cũng hơi tương đối là nó hiếm ấy các bác nhé. Thì em còn một số mã là cho các bác săn hàng nhé. Thì mã đầu tiên em lên cho bác của em Mitsu nhé. Đây, Mitsu này các bác này. Tại vì cái bàn xoay của em thì hôm nay em tìm nó không thấy ra nhé. Con này có sóng âm bác này, có sóng âm nhé. Đấy, thích bên ngoài các bác nhìn kỹ giúp em vậy, tương đối là ok. Thì con này là thích Việt Nam này. Đấy, thích Việt Nam này, dung tích 1 lít 100V này, công suất của nó là 1200 các bác nhé. Đấy, đời bao nhiêu đi, con này đời 2007 này, còn lại thích thì tương đối là ok này. Đấy, giòn riết thì xem nào. Đây các bác nhé, con này giòn rất kiểu ơi, tương đối là ok nha các bác nhé. Giòn đẹp này. Đấy, giòn đẹp này. Đấy, đây chỗ này có này. Cái phần đây. Các bác nhìn kỹ ra phần trên này thì nó có những cái vết xước này. Đấy, cái phần bệnh vần này. Đây này. Đấy, các bác chỉ khó vệ sinh lại giúp em với nhá. Con này được cái là son rất là đẹp. Son của nó là son. Đây các bác nhìn kỹ cho em, son lốc này. Nhìn rất là đẹp nhé. Đấy, đây có một, chắc là chỗ này bị đánh rơi hay sao ấy, còn lại bên trong có nhìn kỹ cho em, tương đối là ok nhé. Đấy, rất là đẹp. Dòng Mitsu này nấu cơm mà đổ vừa nước thì rất tương đối là ngon. Đấy, này, nấu cơm bình thường các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn đèn nấu này, tại em quay ngoài trời nó hơi sáng, có nhìn cái đèn nấu nhé. Đấy, bấm 2 lần là nấu nhanh, còn bấm 1 lần là nấu bình thường. Tắt này, các phím này, rất là ok nhé. Menu này, đây, nấu nhanh, nấu mềm này, tất cả các kiểu nhé. Thì con này còn mã số 1 này. Mã số 1 nhé, đây đèn sáng này, mã số 1 này, cái giá là 400k nhé, 350k các bác nhé. Hôm nay bán 350k này, mã số 1. Đấy, à, nóng luôn các bác nhé, đã nóng nổi đấy. Đó, xong tương đối là đẹp. Tiếp theo nhá, mã số 2 này. Ý giời ơi, em lên cho bác của em Hitachi nhé. Đấy, Hitachi này. Con này hình thức thì tương đối là ok. Đây, các bác xem giúp em hình thức bên ngoài thì nó ok này. Rất đẹp nhé. Đấy, úi giời ơi, Hitachi. Dòng này nấu cơm thì không phải nghĩ các bác. À, cần nấu cháo các bác nhé, dòng này chuyên về nấu cháo nhé. Dòng này thì các bác phải lấy cục 2kVA nhé. Bình thường cục 2kVA này. Nihon C này. Đấy, đây 2013 nhé. 1400 này. 1400V này. Đấy, Nihon C là tức là nó mình dịch cái tiếng Anh là Made in Japan đấy. Bên chỗ này thì bên hông thì nó hơi móp một chút nhé. Còn ngoài thuần Việt thì nó là hàng nội, hàng thuần Việt thì nó là hàng rất là nhập. Xin lỗi các bác nhé, đang quay thì lại có người vào ấy, thì em đang quay ra đây. Đấy, con này thì em vừa mới rửa xong ấy, nó hơi có tí nước đấy, bác thông cảm với em nhé. Đấy, vừa vệ sinh lại xong. Nà, tự. Đấy, xoang đồ của nó thì nó đúng là ok này. Đấy, xoang giết của nó đúng là ok nhé. Đây các bác nhé. Đấy, đấy. Các bác nào, bác nào anh mà bên nhà hàng xóm thì là đấy, nấu cơm bình thường nhé. Đấy, tắt này, mẹ menu này em chọn thế này. Đấy, nấu nhanh có 26 phút nhé. Đấy, rất là ok này.
Thì con này là con mã số 2 này. Mã số 2. Mã số 2 này. À, chị ơi. Chị. Bác ấy giao trứng kìa. Mã số 2 các bác nhé. Mã số 2 này với giá là 700k nhé. Đấy. 700k 2013. Tương đối là ok các bác nhé. Ui. Sao bên kia chị bên nhà đây, cứ sao ấy đi. Đấy, tiếp theo này. Mã số 3 này. Em lên cho bác một em mặt quỷ nhá. Sanyo này, nút xoay này. Đấy, hình thức bên ngoài các bác nhìn kỹ cho em ấy. Con này tương đối là đẹp nhá. Nà, thôi được rồi. Nà. Đời 202 các bác nhá. Đời 202 mà hình thức bên ngoài tương đối đẹp này các bác. Cái này các bác về vệ sinh lại cho em một chút là được này. Dung tích 1 lít. Đấy, điện 1200 nhá. Nó dung tích là công suất là 1200 nhá. Điện là 100V này. Ai, mặt quỷ cho nào. Quan trọng là cái xoong làm sao. À. Đây. Con này do thì ông ok các bác nhá. Đây chỗ này thì mất tí này. Đấy, mất tí này. Xoong của nó tương đối là đẹp này. Đấy còn xoong nồi của nó thì nó là ok này. Đấy. Đây giữa này nó có một tí chấm chấm được quá nhá. Đấy. Do xong nó xong trắng gương nhá. Đấy, nhìn rõ là cái máy quay nó quay bằng cái máy gì không này. Đấy. Tương đối là ok. Sao nào, điện đó làm sao? Không được rồi, cứ mà nó kêu cái gì. Đấy. Bác nhìn có điện này. Menu nhá, dạng này thì là menu này. Đấy, nút xoay chọn này. Đấy, rất hay nhá. Đấy, start này. Đây là em nấu mềm nhá. Start này, cả phím chuột gạo này. Đấy. Tất cả là ok hết nhá. Dòng mặt quỷ này các bác không nghĩ chuyện về nấu cơm. Cực kỳ là ngon. Mà hình thức con này tương đối là đẹp nhá. Đấy, rất là ok. Thôi, cột dây rồi. Đấy. Mã số 3 này. Xong chiếc thì còn ok này, mã số 3. 750k bác nhé. Đấy. 750k hôm nay bán thì rẻ đấy các bác. Xong con này cũng thấy tương đối là ok đấy. Tiếp theo mã số 4 này. Đây, đây là bác của em. Nationa nhá, van già. À, nó đang ra hoa này bác ạ. Đã chưa? Đấy. Dạ. Vâng. Nà. Vâng ạ. Thì mã số 4 nhá. Xin lỗi các bác cho tại vì vào ở quê thì mọi người hay vào chơi á. Mã số 4 này. Lên cho bác của em Natina van dài nhá. Hình thức thì là tương đối là ok. Đây, các bạn nhìn con này có phần xước nhá. Đấy, các bạn nhìn kỹ cho em vậy. Điện 100V này. 1100 nhá. Dung tích 1 lít đời 206 này. Úi giời ơi. Xem bên trong nó làm sao. À này. Con này doang cái tiếc này. Doang thì tương đối là đẹp nhá. Doang được. Không hề hứng gì cả, doang rất là ok nhá. Đấy, doang đẹp này. Được rồi, để bác quay clip nhá. Đấy. Xoong này, các bác xong con này thì ok đẹp nhá, không có vết chấm gì cả. Nó chỉ những cái vết gọi là cái vết rửa xoong thì ừ, để bác đang quay clip nhá. Đây cái này bẩn thì các bác vệ sinh lại giúp em với. Ừ, con đồng động vào đây nhá, con đồng động vào đây. Đấy. Đấy, cảm nhận cho các bác. Con này nó dán cả đây, cotton là 4IH nhá. Đấy, dùng đăng gen men IH này, tức là cao tần 4 giai đoạn ấy. Đây các bác này, các bác nhìn đây này.
Cocoon Tsuchimu, tức là ủ ấm ở nhiệt độ cao ấy. Đấy, dọn gạo này. Đấy, hẹn giờ này, các kiểu ok hết nhé. Tắt này, ủ ấm này. Đấy, ủ ấm này. Ok hết nhé. Đây em nấu này. Đấy, em cài đặt chế độ nấu. Thôi được rồi đó nhé, bác biết rồi, bác gạo trắng này. Đấy, màn hình này, con pin màn hình rất sáng nhá. Màn hình sáng. Thôi được rồi, Milo. Thì cái này là con mã số 4 này. Mã số 4 con này van dài nhá, xong đẹp này. Đấy, xong đẹp là giòn của nó không đẹp các bác nhá. 550k này. Đấy, bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0983 nhá. 329755 này. Đấy. 0983 39755 các bác chốt hàng thì bác vui lòng gọi vào đấy giúp em với. Con Milo ơi, Milo. Mila em lại Milo. Thôi gọi đấy bác con đấy nhá. Để cho bác ạ. Úi giời ơi. Đấy. Đây là mã cuối cùng trong clip ngày hôm nay là con mã số 5 nhá. Thì em lên cho bác một em Hitachi này, các bác để hơi móp tí này. Thì các bác phải có nắn giúp em nhé, cái này nắn được. Tại này em bận quá. Hitachi áp suất 1.3 này. Hình thức bên ngoài thì có mỗi cái vết kia là nó cũng là móp thôi, còn lại tương đối là ok này. Con này đời 2007 nhé, đời 2007 này. Đấy, đời 2007. Dung tích 1 lít này, 100W. Tay có đường động 100V nhé, 1400W nhé. Có con đường động với bác. Đấy. Thôi được rồi, để bác quay. Con để bác quay nhé. Đấy, giòn này. Con này giòn thì tương đối là đẹp này. Đấy. Giòn đẹp nhá. Đấy, treo nó cắn rồi đấy. Kìa. Chị ấy cái. Ê, cái nó cắn rồi đấy. Kìa, treo nó. Trời ơi, ra ông treo chó chị rồi. Đấy. Giòn. Ủa đấy. Đỡ các bác nhá. Ôi giời, tại cu nó nghịch nên nó che con chó. Đây các bác này. Cái xoong của nó này, nó có những cái vết 1-2 cái vết. Chân chấm cho công cám này. Nào. Đấy. Trời ơi, có sửa nồi không? Có bán nồi không mà dẫn vào đây. Mai để các bác chốt hàng nhá. Các bác chốt hàng để cho Milo này đóng hàng được đi cho các bác. Con ra để bác quay một tí thôi. Quay một tí thôi là xong rồi. Trời ơi. Ở nhà ăn với trông trẻ cũng khó các bác ạ. Đấy. Nấu này. Nấu bình thường các bác nhá, rất là ok nhá. Đấy, tắt này. Các phím menu này. À, chọn áp suất 1.3 được nhá. Áp suất 1.3 các bác muốn ninh xương hay là ấy thì rất là nhanh. Để em chọn chế độ gạo. Đấy, được chọn chế độ ấm này. Cách nấu này. Đấy. Để em chọn chế độ nấu cơm bình thường nhá. Đấy. Thì cái này còn mã số 5 này, cũng là mã kết thúc clip này các bác nhá. Mã số 5 này. Đấy. Thôi được rồi, ra kia na. Bây giờ là na, đi ra kia đi. 550k các bác nhá. 550k. Thì đấy bác nào thì em bữa đã lên xong 5 mã nồi cơm nhá. Bác nào chốt hàng thì bác vui lòng liên hệ số điện thoại là 0983 39755 nhá. Các bác xem clip của em mà có phần thắc mắc gì thì các bác cứ vào để phần giải đáp nhé. Có muốn thì em giải đáp về cái vấn đề gì về tiếng Nhật đấy. Có gì có sử dụng các loại mỹ phẩm hay là thuốc thang hay là những cái gì mà các bác cần giải thích thì các bác cứ để lại comment nhé. Thì em nói chung là em cũng biết được sơ qua là một chút tiếng Nhật đấy. Đấy. Thì em hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé. Các bác thấy clip hay thì cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bác nhé. Rồi em chào các bác nhé. Em hẹn các bác ở clip tiếp theo. Hello các bác nhé, thì cuối clip thì em chèn thêm một cái là em vẫn đang phân phối cái sản phẩm là cái đèn sưởi các bác nhé. Đèn sưởi ở nhà tắm này, nhà vệ sinh rồi. Nói chung là những cái nơi mà các bác muốn giữ ấm nhé, phòng ngủ cũng được. Thì bây giờ nó đang xong mùa đông rồi, các bác làm cái này thì để ngại cho chúng ta sưởi ấm phòng ấy. Rất là tiện lợi. Thì cái loại này nhá, thì đèn sưởi là đèn sưởi của Việt Nam nhé. Ý là công nghệ Đức nhưng sản xuất tại Việt Nam nhé. Cái bóng này nó bảo hành lên tận thì nhớ không nhầm thì là 10.000 giờ các bác nhé. Đấy. Điện này các bác này.
Điện là 220V nhé, 825W đấy. Có công tắc bật nhé, có công tắc bật là bật hai công tắc bật điều khiển này, treo lên rất là tiện dụng nhé, dành cho bác nào ở những cái vùng lạnh đấy. Đây em quay cho bác xem, tháo cho bác xem này, cái vùng lạnh này đấy, rất là ok nhé. Đèn này, cái này các bác để phòng ngủ cũng được, các bác muốn cho nó sửa ấm phòng phòng ngủ để sửa ấm. Đấy, công tắc bật được đó này. Đấy, rất là tiện dụng các bác nhé. Thì một cái sản phẩm này em đang phân phối với giá là 290k nhé, 290k này, em ship toàn quốc này, 290k cộng cả tiền ship các bác nhé. Đấy, bạn nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với số tài là 0983 nhé, 329755. Em hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé, em chào các bác.